nắng chiều lung linh trên hoa văn, tên nắng vùng san. Chết bà giao thông. Sao mà xui đường không có giao thông nữa trời. Trời sáng sớm đi chợ vui lắm đó. Chạy nhanh như vậy. Chạy nhanh như vậy. Ôi là trời. Đi. Kè trước. Chạy luôn, chỗ luôn. Rồi, chạy kìa, kìa. Đâu có theo mày. Đâu mà lẻ dữ vậy? Có vòng vòng đó ơi. Chị bà lẹ chứ gì trời. Mới thấy bà này mình mới chạy, mới thấy bà này bà đâu tiêu rồi. Sao mà chạy dữ vậy? Đi vòng 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 xích lên trên chút ơi. Vòng 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 qua đây chút ơi. Ê không có, chạy lên trên rồi đổ trên chút ơi. Đi lên, nhanh lên. Ủa cái vụ gì vậy chị? Cái vụ gì vậy? Chị làm gì gì vậy? Chị quên. Ba ba là gì xíu. Rồi ba ba thoát rồi. Ổn không? Ổn không? Ổn. Rồi rồi sao mà sao nè? Thì chị vô sắn vô vô đồ người ta hết trơn rồi chị. Vô đồ bọn người ta hết rồi. Ủa hai đứa thì đám cưới, đồ cưới hả? Dạ, dạ đang cưới đồ cưới. Ôi, năm nay cưới sớm vậy? Dạ, tết mà chị. Hợp ngày, hợp giờ thì cưới rồi. Dữ vậy sao? Ôi, hai đứa hợp đôi quá ha. Dạ. Ôi, cảm ơn hai đứa nhiều nha. Tôi biết đâu. Dạ chị, vụ gì chị? Em hỏi coi. À không có vụ gì. Ôi trời, mệt chết luôn vậy. Kìa kìa kìa. Ê ê ê ê. Mày đó hả? Đi ra chị ơi. Chị ơi đi mày. Trời gì vậy trời. Đi xe ra nhanh lên. Gì anh? Đi nhanh lên đây. Nghe. Ủa nó đi đường trời. Sao mà chạy vô cái đường khó chạy vậy? Nghe. Đi nó hoài sao nổi thiệt chứ. Đi ra. Trời ơi. Năm sáu ngày là cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, ở đây hết tài gì lắm. Có ai đây đâu, đừng đây. Đậu trước cửa sao buôn bán gì đây trời. Đi bộ với đi xe đạp không mà. Người ta đi bộ xe đạp không mà. Không đúng 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 mà, cái chị chạy xe đạp á. Ý là ở đây thì người ta đi bộ với xe đạp mà không thấy chị nào ở đây hết trơn á. Đây trời, trời. Anh đậu vậy rồi sao khách cưới em ghé mua được. Chị thông cảm cho chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ mà đậu xích xích trước kia mà đậu trước cửa nhà em đâu có được. Giờ sao đây? Không có ai đây đâu. Đồng chí dẫn xe sắp tới xíu đi. Rồi, mình đứng đây mình đợi coi có ai nghe này nó không. Dạ không mấy ủng hộ bánh đây đi chứ để thôi bán không được á. Mấy chị ơi, mấy chị nghiêm túc giùm em. Tụi em đang là nghiêm túc mà em nói gì không nghiêm túc rồi. Chứ là có ai đây đâu mà kiếm trời ơi, sáng giờ có xe nào đâu hay bà ha. Ừ. Đâu có ai chị xe đâu. Đâu có ai đi đạp áo hồng gì đâu. Ừ, xe bả gì. Sao vậy?
Trời ơi, trời cứ đứng đây đi. Coi thử coi các bà có đi nghe này không? Sao đi được anh? Nghe này anh em nói nghe nè, đừng tôi cùng. Tôi nghi lắm. Được rồi, đừng cùng rồi. Ừ. Thì đúng rồi, đừng cùng tôi mới đứng ở đây đúng. Tôi chạy ra đường kia, đường lộ tẹo. Không, không chạy lên tôi còn thấy mà. Hả? Tôi còn thấy chạy vô đây. Thấy đâu thấy. Rồi thấy cái cô mắt tách nè. Anh làm việc mắt anh bụi đó. Đây nè. Tôi thấy cái chị đạp xe đạp cắt nhanh đạp vô tới đây nè. Không để đạp cái tay. Tôi vô cái cua vô đây là mất tiêu chị đó. Đứng đây thì thế nào cũng quay ngược lại à? Làm gì có đây. Làm gì có đâu anh Dinh ơi. Phải có cái gì mới chạy chỗ này nè. Nghi lắm luôn. Bảo mấy là sáng giờ coi chừng mấy anh thấy vong rồi đó. Bà không có này. Làm gì mấy chị ơi, chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Đó thì em nói vậy thôi, mấy anh muốn làm nhiệm vụ thì làm. Bây giờ lên cái cua đó, mình vô cái cua có trốn cũng đâu. Đúng rồi, coi chừng có trốn ở đâu trển anh ơi. Cảm ơn mấy chị nha, chào chị. Cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn gì. Sống vô dụng chị cũng ngồi kìa. Trời ơi. Ở đây hả? Cái gì vậy? Hả? Làm gì chạy dữ vậy? Bà nội, bà nội. Hả? Thì kể nghe coi, kể nghe coi. Trời, tí gió cho 500 gió đi chứ quá cho mẹ. Đây nè, đây nè má, đây nè má. Gió nè. Bà nội ơi, quạt gió ở đây nè, cái đó không có ghim điện. Ủa gì hả? Má bị sẹn hả? Bị gì? Ủa gì? Kể với chị nghe coi, sao hả? Vậy? Đầu đuôi sao kể giữa coi. Hả? Từ từ. Từ từ, thở cái. Ờ. Quá trời mệt. Hay là bà nội này làm gì mà bị dễ như vậy? Đẩy cái ngược gì trời? Đẩy mã là mới ngược cái đó nè. Quá trời mệt, quá trời mệt, mệt quá mệt rồi. Trời, tao nói mà nãy tao ôm cua gắt còn hơn là đua thủ nữa má. Vậy hả? Xe, xe, mày làm gì vậy? Y chang vậy luôn má. Mày làm gì mà mà vấn đề sao mà mấy ảnh ngược mày kìa? Phải, này đang đồn nghe mà nó còn nó mệt tới đâu. Mệt má ơi, từ từ. Quá nhiều chuyện nha. Cũng làm gì mà ảnh. Trời, không có hai bài nhắn biết tôi sao luôn. Rồi kể được chưa? Hả? Hay là đợi tới Tết tại kể luôn. Sáng đi chợ. Ừ. Quên đi giấy tờ theo. Ừ. À, là đi chợ quên giấy tờ theo. Rồi bắt đầu là giấy tờ xe. Rồi xong rồi cái gặp mấy anh. Rồi cái biết sao? Cái hông của nó bảo hiểm nữa. Nó mới bảo hiểm. Phải rồi má. Không rồi nó bảo hiểm là bị. Khoan cái gì không nó bảo hiểm. Cái mai cái giò tôi là nhanh cái giò tôi nó dài. Hay. Chính thời tôi bị tóm rồi. 10 điểm. Khoan. Phan cái gì không nó bảo hiểm mà không đem giấy tờ xe nữa. Thì cỡ nào mấy anh cũng phải bắt thôi. Đúng không? Ừ. Ủa đổi nào ta? Đổi gì? Ủa mà chiếc xe đạp em dục đâu rồi? Mà sao buồn kìa? Dục là sao buồn đó. Đổi nào vậy? Ê Phan đi. Đổi nào mà tự nhiên mình đi xe đạp mà cũng phải đổi đóng nguy hiểm như vậy ta? Đổi nào vậy? Bé ơi, chiếc xe đạp chứ không phải xe máy. Thì tao nói không, tao muốn tao xe đạp phải đổi nào nè. Xe đạp là ảnh đâu có làm gì em. Bắt em chạy không? Chứ tao chạy coi ngoài đường tao có gì đâu. Ồ oh yeah. Ủa là hồi sáng em quên em chạy xe đạp hả? Má ơi má, tụi nó đi xe máy má. Bị gọi là cái bị bị ảo quá má kìa mà má ơi má có quen mình, má quen. Ơi mình má ơi má trời ơi là trời đi xe đạp mà người ta gượt má như đúng gò vậy đó. Ủa mắt giảm gượt ra làm gì ai biết mà đâu mày chạy ta gượt là đúng rồi đó. Trời thằng thiên đụng tại vì mày chạy người ta mới gượt. Đúng rồi má ơi má, tôi quên là tôi chạy xe đạp có gì mà sợ. Khánh thằng ơi chạy xe đạp mà chạy có đó xe bả vậy xe đạp đâu rồi mắt gì xe đạp mà. Tôi hết hồn hết trơn hà quỷ ma má ơi nó dục chiếc xe đạp vô buồn luôn rồi má, công nhận thiệt tình. Con này đúng như có tật giật mình vậy chị. Ừ, né qua cho nó bươn chứ đạp ra thôi. Bà ơi nè ba. Trời tao hủ lô đâu đi nha. Anh hắt tâm hơ quá trời rồi. Quên má ơi, quên là mình đang chạy xe đạp má ơi. Rồi già bình tĩnh chưa? Rồi bây giờ bình tĩnh nha. Nhớ rồi. Ra với một cái phong thái tự tin điềm tĩnh nè. Hất cái mặt lên trời, kêu xa, kêu kỳ, đạp nhẹ nhàng coi. Trời có đâu sợ. Trời ơi, mình chưa đạp mình thấy hiên ngang lên. Rồi bà nội ơi đi ra đi mẹ. Má ơi đang đi chợ quên. Trời ơi. Đây. Chị này nè, coi chị. Cái gì vậy mấy anh? Giữ chị lại. Đầy đủ. Ủa, mắc gì với em lại? Chị thấy chúng tôi, chị chạy. Tôi tình nghi chị. Nghĩ gì? Làm gì? Tôi tình nghi chị làm chuyện mờ ám. Nghi thấy chúng tôi, chị đã chạy. Đúng rồi. Với một cái tốc độ rất là cao. Thằng thằng ơi trời. Anh có chuyện không có gì mờ ám chừng á. Em lúc nào con Nguyễn cũng trong sáng hơn là gì má nó chạy. Trong sáng mà chị thấy tôi từ đầu kia tôi vượt chị là chạy giống như không biết bao xa mà nói. Ôi, anh không. Rồi mắc cái giống ngôn vậy anh chạy, anh chạy xe đạp mà. Thì đúng rồi, chúng tôi phải dí chị tình nghi, chị tiện phải dí theo chứ. Chị thấy chúng tôi, chị mập mờ coi đầu chị chạy tới tốc độ thì chúng tôi tình nghi chị đang làm chuyện mờ ám nên chúng tôi phải chạy theo chị. Không, cái câu chuyện là gì nè, em kể cho anh nghe. Lời nãy em đang ở ngoài đường đúng không? Mẹ hôm nay em đi xe đạp đi chợ mà em tưởng em chạy xe máy. Em thấy em gờ không có nó bảo hiểm, hiểu không? Em mới hết hồn, vậy mới chạy thôi. Em hết hồn chạy về nhà nó có nó bảo hiểm. Ừ đúng rồi. Ừ. Đó. Nên là không có gì mà. Em mới sợ vậy thôi. Nè anh kiểm tra đi nè. Nó chạy xe đạp mà. Có mẹ gì đâu mà. Nói với chị là không gì tự nhiên có tật mới giật mình. Không có cái này phải có cái kia, chắc chắn phải có cái gì trong đây nó chặt người ta mới chạy. Đây nè, có vỏ không? Anh ơi, anh kiểm tra đi. Cái vỏ không chứng tỏ được tất cả, chị hiểu không?
bây giờ trước mắt là chúng tôi mời chị chở chúng tôi điều tra rõ ràng từ ngọn ngành tại sao chị chạy rồi mới bắt được à, mới hiểu ơi, được anh ơi. Nói kìa anh coi kìa, nguyên người đó bây giờ có cái gì để giấu cái gì đâu mà anh nói mà ám. Cái đó này không hiểu được chị ơi. Giơ hai tay không nói được không? Ê, hai tay thẳng ra. Không, em bị viêm cánh, ừ. Sợ bị hôi. Không sao, giơ ra đi. Mà khoan, chị ơi, để xuống đi. Quá trời, chị không lỗi thiệt chị ơi. Trời ơi, cứ để xuống đi. Là nãy chị là đi chợ bằng xe đạp. Thánh thằng ơi, hồi sáng em kể cho anh nghe là em tưởng đâu là em đi xe máy, em hết hồn, anh hiểu không? Em gờ lại, không có cái bảo hiểm trên đầu, em mới sợ chị nhận nó rất bảo hiểm. Đúng chứ rồi, có gì đâu mà ám. Đúng rồi. Nãy nó mới kể em quá, em mới nói là ủa mày đi xe đạp mất mớ mày sợ. Đúng rồi. Là đúng gì đúng không? Đúng rồi. Em thề luôn. Lần sau tôi nhắc nhở chị, lần sau mình đi xe đạp, mình gặp mấy như chúng tôi gì thì chị cứ bình thường. Nha. Bình tĩnh. Không, anh ơi cái quán kính anh ơi. Bình thường đi xe máy không phải đi xe đạp quên. Em thề luôn, Chị làm cho chúng tôi tình nghi chị á, làm chị mà ám mà chúng tôi phải. Ê em trong sáng muốn chết có mẹ đâu mà ám trời. Chị là bình thường đi xe máy mà cũng đâu nó em. Có, nó bảo hiểm có, quên, sáng em quên, nó bảo hiểm. Sao mấy anh bỏ qua đâu mà chị nha. Em cảm ơn anh, dễ đẹp trai, dễ thương quá. Thôi mình đi đồng chí, mình đi tuần tra tiếp. Nhớ nhắc nhở mấy chị. Rồi, cảm ơn mấy anh nha. Bây giờ là mấy anh thấy em, mấy anh tưởng là em là chị mà ám, em mới đúng rồi. Theo. Chị mà cố tình bắt xe em. Tại thấy sao mà chạy? Tôi thấy chị cứ mập mờ nên tôi tưởng đâu chị đang làm cái chuyện mà ám gì đó nên tôi phải. Cảm ơn mấy anh trai nhiều. Chúc mấy anh một ngày làm việc vui vẻ. Rồi cảm ơn, chào mấy chị. Má là phước từ đây về sau á. Nhớ bà nội ơi, bà nội cũng tưởng đâu là con chạy xe máy, con quên. Má ơi, chứ có ai muốn chạy đâu. Dù mày chạy xe máy mày cũng phải thần thái, hiểu không? Mệt muốn chết luôn vậy. Cho bà về cho mẹ. Thôi tao về luôn à. Ủa không ở chơi hả? Không ở chơi về luôn đi. Mệt quá.